Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là An. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cái chuỗi video về quá trình kinh doanh của mình từ lúc chập chững cho đến lúc mình thành công. Nói như vậy chưa có nghĩa là mình thành công. Đây là một cái video đầu tiên trong cái quá trình mình xây dựng doanh nghiệp của mình. Mình chọn mặt hàng thời trang bởi vì là mình nói chung cũng thích thiết kế. Mình rất là hạnh phúc khi mà mình tạo ra được những tác phẩm thời trang của mình. Nói thì hơi xa xỉ một chút nhưng mà đó là những cái hình mà in trên cái áo thun thôi. Thì mình sẽ bắt đầu kinh doanh về cái lĩnh vực áo thun trước. Sau đó nếu thành công rồi á thì mình mới bắt đầu triển khai mở rộng ra các ngành hàng khác. Mình muốn ghi lại cái video này để thứ nhất là mình có thể nhìn lại cái quá trình mình trưởng thành từ lúc mình chẳng biết gì cả về thời trang cho đến lúc mà mình trở nên là một người nào đó có tên tuổi trong ngành này. Mình biết là sẽ có rất nhiều lúc sẽ tủi thân, sẽ đau khổ, cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng mà mình tin là mình sẽ có thể đối mặt được tất cả mọi thứ và có thể thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn. Mình sẽ không bao giờ đi làm công nữa và mình quyết định học kinh doanh, tự kinh doanh và tự làm giàu trên chính đôi bàn tay của mình. Vậy ha, đây là video của mình và nếu mà mình thất bại thì xem như trong cuộc đời mình cũng có một một trong những cái trải nghiệm rất là đáng để có trong đời. Còn nếu mà thành công mỉm cười với mình thì chắc là mình sẽ rất là hạnh phúc. Dù sao đi nữa thì mình cũng muốn làm một cái chuỗi video giống như là nhật ký của mình để ghi lại hành trình của mình bắt đầu từ con số 0, từ zero đến hero như thế nào nha.